Xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người đang xem video này của kênh Chica View nha. Lúc này là mình đang chạy vào một cái dự án nói chung là nhìn từ đường DT746B á, nhìn vô nó rất là rộng, rất là thoáng. Dự án này có tên thương mại là Victory City, hay tên trên pháp lý nó là khu dân cư Tân Lập. Thì lúc này mình sẽ cho mọi người thấy cái hình ảnh từ vệ tinh. Bây giờ mình sẽ chạy từ từ vào dự án cho mọi người xem. Lúc này thì họ đang làm cái cổng. Đây là cái cổng này. Cái cổng thì họ đang xây cái cổng. Thì mình sẽ quẹo vào cái cổng cho mọi người. Mình vào cái đường chính đó. Cái cảm nhận đầu tiên mà khi mà bước vào cái đường chính này á, là thấy một cái khung cảnh nó rất là đẹp mắt, rất là rộng rãi ha. Đường phố nhìn nó rất là sạch sẽ. Sạch sẽ ở đây không phải là mình nói về rác, mà mình nói sạch sẽ ở đây là mình cảm giác nó một cái sự nó rất là đẹp, rất là đã con mắt đó, ví dụ như vậy. Đó. Thì này là mình xin nói là mình nói lại, đây là dự án Victory City, hay còn gọi là khu dân cư Tân Lập. Mình sẽ chạy vòng vòng cái dự án này cho mọi người xem. Cái này thì nó thuộc về huyện Bắc Tân Uyên của tỉnh Bình Dương ha mọi người. Nó thuộc xã Tân Lập. Đây là cái công viên. Công viên chạy từ cái cổng vào luôn. Thì nó cũng tạo ra một cái điểm nhấn cho cái dự án này. Trong quá trình mà chơi vừa chạy mà vừa xem cái tổng quan của toàn bộ dự án này thì mình sẽ cung cấp một số thông tin thêm cho mọi người. Mọi người có nhìn thấy cái tổng quan nó rất là rộng rãi, rất là thoáng không mọi người ha. Giá nền ở đây thì mình đọc trên web mình thấy nó cũng tầm khoảng 790, chứ cũng không hề rẻ nha mọi người ha. Rồi bây giờ là mình sẽ cung cấp một số thông tin cho mọi người. Tên dự án là Victory City, khu đô thị ha. Còn trên cái giấy tờ pháp lý thì nó sẽ là khu dân cư Tân Lập. Nó do chủ đầu tư là công ty địa ốc Tân Lập, là chủ đầu tư của dự án Victory này. Cái mặt tiền của cái dự án này nó là đường DT746B ha. Cái đó thì nó thể hiện ở trên cái Google Maps á, không biết là có đúng không em mọi người. Đó, thì thấy Google Maps nó thể hiện như vậy thì mình nói như vậy thôi. Cái dự án này được khá là nhiều công ty mà đứng ra phân phối, điển hình là công ty Uniland. Thì từ trước đến giờ á, mình có nhận xét thế này. Công ty Uniland á, họ phân phối thường mấy cái dự án nó sẽ có một hạ tầng rất là đẹp.
về pháp lý thì hiện tại mình chưa có rõ như thế nào, nhưng mà về mặt hạ tầng thì mình thấy nó khá là đẹp. Đó là nhận định của mình. Xuống đây là nó là cái đường cục ha mọi người ha. Có một số công ty khác nữa, giống như là công ty kinh doanh địa ốc đất Việt, công ty đầu tư phát triển động sản Nam Dương, công ty Á Châu, công ty Minh Dương. Đó là những công ty mà đứng ra phân phối đất nền của cái dự án này. Thì mới chạy được một đoạn thì không biết là mọi người có cảm nhận như thế nào về cái dự án này. Đầu tiên mình sẽ phân tích về đường phố ha. Đường phố thì được trải nhựa rất là láng mịn. Hai bên lề thì đã được lót gạch. Cây thì đã được trồng. Cái cây này cũng dạng mà loại cây cây trung bình, chứ cũng không phải là dạng cây nhỏ ha. Rồi tiếp theo đó là đèn, hệ thống đèn LED thì đã được lắp đặt hết mọi thứ. Điện thì điện âm nha mọi người. Tôi cũng xin nói lại là tôi rất thích những cái dự án mà có điện âm. Đó là một cái điều đặc biệt. Thì mọi người mà khi mà xem những cái video view của mình các dự án từ trước tới giờ thì mình thường hay để ý đến cái vấn đề điện nhất. Không biết sao hay dị ứng cái dạng mà điện trên trời á. Điện trên trời nó văng chằng chịt, rồi cái sau này cái thêm cái mớ dây bên điện internet nữa. Ôi nó nhìn nó rối khủng khiếp lắm. Rồi các nhà cao tầng mọc lên nữa, cái nó đang xen chằng chịt giống như khu đô thị cũ ở dưới Sài Gòn á. Đi xuống nhìn kinh khủng lắm. Nên mình là mình hơi dị ứng về những cái khu đô thị hoặc là dự án nào mà phát triển điện nổi trên trời. Thì trên trang web nó cũng nói một số thông tin giống như là tiện ích trong cái nội khu. Thì ở đây nó sẽ có là trung tâm thương mại, có trung tâm y tế, trung tâm thể dục thể thao, công viên và sân chơi trẻ em. Thì cái đó họ công bố trên web nó là như vậy. Cái trước mặt của mình đó là một cái công viên đó. Họ làm cũng khá là biểu mẫu không. Nhưng hiện tại thì mình chưa thấy có dân cư ở trong đây. Chỉ có một số căn nhà mẫu đang xây. Tuy nhiên họ cũng xây dở dang thôi. Về cái hạ tầng mà kết nối với lại cái dự án Victory City này thì họ có ghi như sau, đó là trung tâm hành chính Tân Nguyên, hệ thống trường học, chợ Tân Lập nè, chợ Hội Nghĩa nè, chợ Uyên Hưng, sân golf Mekong, Đại học Quốc tế Miền Đông, vân 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 vân. Nói chung là họ cũng ghi rất là nhiều để chi, để họ đưa cái dự án họ lên một cái gì đó nó mang tính chất là trung tâm, đúng không? Thì nó sẽ buôn bán rồi nó cũng dễ hơn. Mà ở đây là giá lúc mà khởi điểm là khoảng 790 triệu một nền, thì mọi người thấy thế nào? Cho một số comment nhận xét ở dưới video clip ha. Nói chung trong quá trình mà mình xem và mình trao đổi với nhau bằng những comment á, thì nó sẽ tạo cho cái không khí nó vui vẻ hơn, và cũng mang tới những cái màu sắc mới cho cái video clip. Tất cả mọi người đều tương tác với nhau ha. Mà nãy giờ mình nói thì mình cũng quên nói về cái tổng diện tích của cái dự án này. Đúng không? Nhìn thì nó rất là rộng, mọi người thấy không? Tôi thấy rất là rộng. Tôi mới bước vô tôi ước lượng nó phải trên 20 hectare. Tôi nhìn á, nhìn cái tổng quan về con mắt á, thì mình nghĩ chắc khoảng hơn 20 hectare đó. Tuy nhiên thì nó không đến nổi như vậy mọi người. Nó chỉ có khoảng 13,2 hectare thôi.
Nói chung ở đây cái dự án này nó được kết nối với lại một số khu dự án cũng gần ở đây, cũng khá là đẹp, giống như là khu dân cư Hội Nghĩa, rồi khu Eden City ở quận lộn Hana Garden Mail ha, khu dân cư Bình Mỹ 2 á, đó. Đó, đúng rồi. Là khi nói cũng nhầm, mọi người thông cảm. Thì tôi sẽ chạy xuyên suốt vòng vòng cái dự án này cho mọi người xem. Nói chung nói về cái cảm nhận á, thì thấy nó khá là đẹp, khá là đẹp. Đường thì rất là thông thoáng, như mọi người thấy nãy giờ chúng ta chạy những con đường rất là thông thoáng, rất là thông thoáng và rất là, nó thế nào vậy, tạo cho một cái cảm giác không gian khoáng đạt. Lâu lâu thì mình cũng vô được một cái dự án đẹp ha, chứ đi hoài vô mấy cái dự án mà lèm nhèm thì đưa lên cái kênh mình riết nó mình cũng chán nữa. Bây giờ là họ đang tưới nước và xe mình chạy qua những cái ống nước này, không biết nó có vỡ bởi, chút họ rượt họ chửi thế là lại lên một cái clip là đi view bị rượt. Đây là lần đầu tiên là mình chạy đến cái dự án như thế này đó, mình cũng xin nói với mọi người biết, mặc dù là lúc dự án này được chào bán á, thì bên sale cũng gọi mình rất là nhiều, nhất là bên Uniland, tại vì các sản phẩm mình mua bên Uniland cũng khá là nhiều, tại vì họ giới thiệu các dự án bên Uniland, họ giới thiệu thường là theo mình đánh giá là cũng khá là ok, khá là đẹp. Nhưng mà hiện tại những cái giống như có một người đã hỏi mình là bên cái khu dân cư Bình Mỹ 2 hay gọi là Hana Garden Mail, hỏi là cái vấn đề pháp lý sổ khi nào có, thì mình có gõ dưới comment riêng cho người đó, mình trả lời cho bạn đó rồi. Tuy nhiên thì sẵn ở đây mình cũng nói cho các bạn nghe thôi, luôn là trong cái bản hợp đồng họ ghi thì từ lúc mà dự án Bình Mỹ 2 nó mở bán là vào tháng 7 là mình ký hợp đồng, thì nó sẽ cộng thêm 18 tháng nữa là sẽ có ra sổ. Thì vừa rồi cái video clip mà mình quay ở dự án Bình Mỹ 2 thì cái lúc đó là họ đang giao nền. Bây giờ mình chờ tới hồi mua là lúc khoảng tháng 7 năm 2019. Thì hôm nay nó mới có là ngày 1 tháng 8 năm 2020. Thì nó tròn khoảng là 13 tháng nha mọi người. Thì giờ chờ thêm 5 tháng nữa thì chắc sẽ có sổ. Thì nếu mà lúc mà nó có sổ rồi thì mình sẽ comment ở dưới cho mọi người, hoặc là mình đưa lên một cái video clip nào ở cái dự án đó luôn cho mọi người xem ha. Ở Bình Dương này có rất là nhiều dự án luôn, đi quay mệt mỏi luôn nhưng mà cảm thấy vui. Mình thì ít đi đây đi đó, tuy nhiên nhờ bỗng nhiên đi mua mấy dự án hoài, rồi cái mới quyết định là thôi sẵn thì mình đi tìm hiểu dự án, mình quay lại luôn cho mọi người xem. Thì từ đó mình cũng biết được nhiều hơn về Bình Dương, mặc dù mình không phải là người Bình Dương. Từ từ lại cảm thấy thích Bình Dương luôn, tại vì cái sự mà quy hoạch và phát triển của Bình Dương là mình đánh giá là phải gọi là vượt bậc, rất là tuyệt vời. Thôi quay lại cái dự án này, nói lan man quá, không biết nãy giờ mọi người có quên đây là dự án gì không. Thôi mình xin nói lại cái dự án này ha. Dự án này có tên thương mại là khu đô thị Victory City, còn tên trên pháp lý nó là khu dân cư Tân Lập. Nó nằm ở xã Tân Lập của huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Cái tổng diện tích của cái khu này là nó khoảng 13,2 hectare.
mình nói cái khoảng thôi nha, chứ không phải chính xác 100%. Cái giá dao động đất nền ở đây thì trên web họ ghi là khoảng 790 triệu. Còn hiện tại là bao nhiêu thì không biết, tại vì hôm nay nó cũng rơi vào lễ á, hôm nay nó cũng rơi vào lễ nên nhân viên sale đồ họ không có làm việc, chắc họ đi chơi hết rồi, nên mình cũng không gặp được ai để mà hỏi về chính xác về giá. Cũng như một anh bạn xem video clip của mình có kêu mình á là hãy chở một em nào xinh đẹp sale bán từng dự án lên xe và để cho em nó giới thiệu rõ hơn. Anh đó làm cho mình cũng suy nghĩ nhiều nha. Chở một em xinh đẹp lên xe mà mỗi dự án một em thì mình đang quay hiện tại chắc cũng gần cả 100 dự án, mà gặp cả 100 em xinh đẹp như vậy thì đúng là khổ tâm nha mọi người. Một mình đi quay thì nó cũng hơi buồn. Tuy nhiên đừng có cái vì sao khi một mình nói chuyện như thế này thì nó sẽ tự tin hơn. Còn có người mà ngồi kế bên cạnh thì nói chuyện nó hơi ngại ngại. Có một sâu cây chết quá chừng nè. Mặc dù là tứ thấy đội ngũ công nhân tưới rất là nhiều, tuy nhiên nó không chăm sóc nổi hay sao ha mọi người ha. Mình sẽ chạy vòng vòng. Thì cái dự án 13,2 hecta, mình được đánh giá, nếu mà đánh giá về các dự án mà đã đi quay á thì nó nằm ở một cái con số gọi là cao hơn trung bình. Cao hơn trung bình nha mọi người, một con số cao hơn trung bình. Thường mấy cái dự án ở dưới phần dưới nội ô á thì nó rất là nhỏ, nó tầm khoảng chừng 2-3 hecta, còn càng lên xa thì nó sẽ càng lớn ra, tại vì diện tích đất nó vẫn còn nhiều. Đó là như vậy. Hai trụ cổng này theo mọi người, đây là cái bản, đây là cái bản quy hoạch đây, mọi người có nhìn rõ không, đây là bản quy hoạch của cái khu này, cái bản mà để toàn bộ cái dự án đó. Thì mọi người nhìn ha, chịu khó đọc, có gì thì mình sẽ zoom cái bản này lên cho mọi người xem cho nó chi tiết hơn. Nói chung vô gặp một cái dự án mà nó đẹp đó, tự nhiên cũng cảm thấy vui mọi người, nói chuyện nó cảm thấy nó rất là đã. Còn mà gặp những dự án mà nó không được chăm sóc, không được gọn gàng đó, thì khi mà đi vào cái dự án thì nó rất là cái cảm giác như là mình nói ra những cái vấn đề thì mình cũng đâu có muốn đâu đó. Ví dụ như nó xấu thì mình nói xấu, nó đẹp thì mình nói đẹp. Cái nhiều bạn sale họ chứ nghĩ mình là dìm hàng của họ rồi họ nói này họ nọ, nhưng mà thực chất là nó như vậy, có sao nói vậy thôi. Dự án đẹp thì mình nói đẹp, đúng không mọi người? Nhân tiện đây thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến những bạn mà luôn đồng hành cùng kênh và luôn trao đổi với mình những cái đề tài, nó rất là vui. Và hy vọng là trong tương lai mấy bạn cũng còn gắn kết với kênh mình lâu dài. Những cái bạn mới mà khi xem những cái video clip trên cái kênh Chica View á, thì mình bấm đăng ký luôn, ủng hộ cho mình để mình có động lực để mình làm càng nhiều, mình chạy càng nơi nhiều cái dự án hơn. Mấy bạn biết sao, thật ra khi làm này mình cũng không xác định mục đích là gì đó, chỉ là thấy vui và mình làm thôi, mình quay lại. Nhưng mà làm cái gì thì cố gắng làm cho nó tôm tắt thôi. Bây giờ mình sẽ chạy lại công viên, rồi mình sẽ ra đường chính, rồi sẽ kết thúc cái video clip ha.
Bây giờ mình sẽ chạy ra cái công viên lại. Nói chung là đi vô đường bự thì mình phải đi ra bằng con đường bự đúng không? Đây. Đi vô đường bự thì phải ra ngoài đường bự. Thì bây giờ mình sẽ đi lại cái công viên. Một cái dự án là rất là thoáng, đường xá rất là đẹp. Hiện tại thì có một số căn đang xây, gọi là mình nghĩ đó là xây những căn nhà mẫu. Nếu mà nó lên mẫu nhà luôn thì mình đã có cái mẫu nhà cho mọi người xem ở đây luôn. Những cái thông tin mà cái dự án này á thì mình chỉ cung cấp mang tính chất là khái quát thôi. Còn mấy bạn nào mà muốn thêm á thì nên tìm hiểu sâu hơn trên những cái trang web, hoặc là gọi số điện thoại của mấy bạn sale mà bán tại dự án này để biết rõ hơn ha. Cái công viên nhìn mang phong cách hiện đại quá mọi người ha. Để tôi ghi lại cho mọi người xem cái công viên cái. Đây. Ghe lại cho mọi người xem cái công viên ha. Công viên mang phong cách hiện đại mọi người ha. Ở đây mà có cư dân ở nữa thì có công viên để giải trí, ở đây chụp hình selfie đồ thì quá tốt đó mọi người ha. Hay là tôi xuống đây tôi làm cái camera 360 độ up lên map luôn, để có mai mốt có ai mà xem thì có thể thấy được nha. Mà không biết có ai đã làm chưa, thì để mình ra cổng đi rồi mình kết thúc vài đô clip, còn cái vấn đề đó tính sau ha. Đây là đường chính nha. Quên quay camera qua. Đây đường chính sẽ ra cổng đây mọi người nha. Rồi chúng ta sẽ tiến ra cổng. Đây là đường chính, giống như nãy mình có nói, đi vô đường bự thì mình sẽ đi ra qua bằng đường bự. Video clip mà hôm nay view về dự án Victory City, hay còn gọi là khu dân cư Tân Lập, ở huyện Bắc Tân Uyên, xã Tân Lập của tỉnh Bình Dương. Đến đây là hết. Xin lời gửi lời chúc sức khỏe và chúc một ngày vui vẻ đến tất cả mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người ở một clip khác, ở một dự án khác hoặc một con đường khác ha. Xin chào và bye bye.